Xin chào mừng toàn thể bà con đã quay trở lại kênh của Nông Cơ Thành Đình ạ. Địa chỉ cửa hàng xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Vâng, bác nào cần mua và đặt hàng thì liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại 0388 039 136 hoặc 0973 164668 để đặt hàng ạ. Vâng, hôm nay là ngày mùng 6 tháng 5 thứ hai. Lấy xong báo giá cho bà con nổ máy 10 con máy ạ. Vâng, 10 con máy này không có một điểm gì chê hết nha. Có bác có mua hay không mua thôi ạ. Từ về giá cả cho đến chất lượng máy không có một điểm gì chê hết. Đến từ những thương hiệu như Maruyama, Shinawa, Echokurit, Mitsubishi, Honda. Đó, rất đa dạng về thương hiệu máy này. Công suất máy cũng rất đa dạng, từ 23cc cho tới 33cc. Giá tiền hôm nay từ 1.300.000 đồng cho tới 3.500.000 đồng nha. Đó, điểm sơ sơ từng con một để các bác dễ dàng lựa chọn. Có Honda dòng 4 thì này, có Mitsubishi TL33, có TL26, TL23, Shinawa 3 số có, Shinawa 4 số có, Echokurit có, Maruyama cũng có. Và lựa toàn những con đẹp nhất, xuất sắc nhất nên để phục vụ các bác ạ. Vâng, và bây giờ sẽ review chi tiết từng con một để các bác dễ dàng lựa chọn. Và trước khi review, như mọi khi sẽ hướng dẫn cách sử dụng. Sáng hoặc lâu ngày không sử dụng, tất cả những con bình xăng dưới trong buổi tối ngày hôm nay đều phải nhấn nút bơm xăng hết. Bơm xăng từ bình xăng lớn đến bình xăng con. Các bác muốn cho từ xăng từ bình xăng con và bùng đốt được thì các bác phải để ý cái này. Đó, một số ít bên Maruyama, ba con đầu tiên này đều lẹ bên tay trái hết. Bắt đầu khởi động, thả xuống, nổ rồi nhấc lên. Còn 99% nó ở bên tay phải này. Bắt đầu khởi động, nhấc lên, nổ rồi thả xuống. Đó là nút sáng ra, hết xăng hoặc lâu ngày không sử dụng thì mình nhắn thao tác như vậy. Còn khi mà nó nổ như bây giờ thì các bác không cần phải bơm xăng nữa, không cần phải đóng nghe nữa, giật nhẹ cái nó nổ thôi ạ. Vâng, nô chữ A ngày mùng 6 tháng 5 nha. Khi các bác chốt đơn các bác lại nhớ cái mã cho em giúp em cái ạ. Mã này là mã chữ A này. Thích A1 hay A2, A3, A4. Ví dụ thích A1 này chẳng hạn, cho một tin nhắn chốt A1 với nhắn địa chỉ, số điện thoại, người nhận thế là xong. Đó, hình thức rất đơn giản và các bác không cần phải cọc gì hết. Cái giá em báo trên từng mặt hàng từng cây máy này đã bao gồm phí ship đến tận nhà cho các bác và 5 món phụ kiện kèm theo. Phụ kiện kèm theo thì gồm có rào dài, bắp phát cước, dây đeo, típ mờ buji và mờ đầu dao lục giác nha. Vâng, và với những cái thời gian thời điểm này bên Nông Cơ Thành Đình tiếp tục lại hầu như video này em tuy em không tiêu đề của em là không nói bán xả, nhưng mà hầu như con nào em cũng bán xả hết. Một con đẹp xuất sắc như con số A1 ngày hôm nay rin nguyên bản cho các bác, có trợ lực chế ga ngang Wamro, chế một kim bố tum rơi, một con hàng hệ đến từ thương hiệu Maruyama, phân khúc 23cc lòng 32 ly. Bên Nông Cơ Thành Đình chỉ bán giá 1.300.000 đồng nha. Đó, các bác có thể chiêm ngưỡng một con siêu phẩm đấy ạ, không có một điểm gì chê hết. Lốc máy dập nổi, Made in Japan dập nổi. Đó, cực kỳ sáng luôn. Và với những cái thương hiệu này, mới bác nào cao tuổi chị em phụ nữ lại thích một trong những con phân khúc cơ trung bình 23cc lòng 32 ly, thiết kế gọn gàng nhẹ nhàng, cộng thêm trục giật trợ lực này. Còn tất cả những con mà nào mà em nói là chế ga ngang, chế Wamro đấy ạ, đó là một dòng chế tiết kiệm răng, dễ chỉnh sửa, dễ thay tháo. Nó nằm ở vào những con đời cao như các bác. Đó, bố tum rời tum nhôm, tất cả những con bố tum rời tum nhôm này này, đó là một trong những con máy đa hệ, đa lăng. Đó, các bác có thể vừa phát cỏ vừa gắn máy xịt thuốc. Và tất cả em cũng có rất nhiều cái bình luận em ơi đầu máy có không hay là cái gì đó. Tất cả những con bố tum rời tum nhôm bố côn 260 này, khi các bác thích đầu máy thì các bác có thể để cần lại nha. Và trị giá cái cần từ 300 đến 350.000 đồng. Đó, khi các bác chốt đầu máy tất cả những con này như kiểu như đến từ hiệu Maruyama hay là Mitsubishi hay là Honda chẳng hạn thì trừ có bằng đó thôi nha. Vâng, với phiên bản này cũng đang sử dụng bộ tay ga giữ, đầu bật chắn còn riêng nguyên bản hết và chỉ có giá 1.300.000 đồng, đã bao gồm phí ship đến tận nhà cho các bác và làm món phụ kiện kèm theo ạ. Vâng, tiếp tới còn A2 cũng vậy ạ, một siêu phẩm đến từ thương hiệu Maruyama nữa, 26cc lòng 34 ly, cũng có trợ lực nha, có trợ lực chế ga ngang Wamro như em vừa nói đấy ạ. Cứ ga ngang Wamro là một chế một kim hay là hai kim gì đó, đó là một trong những chế siêu tiết kiệm xăng, dễ chỉnh sửa, dễ thay tháo ở đâu cũng có hết nha. Bố tum liền
Và đặc biệt hơn nữa, nó đang sử dụng tay ga bóp hệ xịn sò cho các bác này, cực kỳ nhẹ nhàng. Tay ga bóp hệ này là giá trị lắm rồi nha các bác. Đầu bò điên cho các bác, và hôm nay chỉ có giá 1.550.000 đồng thôi ạ. A2 chỉ 1.550.000 đồng cho thương hiệu Maruyama, phân khúc 26cc lòng 34 ly ạ. Bước em xin tiết nổ con số A2 ạ. Con này sử dụng công tắc ấn ở đây nha. Khi nào các bác muốn tắt thì các bác ấn vào thôi, còn không phải để ý chiều bật, tự khắc nó bật cái chiều bật cho mình thôi. Trung giật trợ lực thì cực kỳ nhẹ nhàng rồi. Đó, có vậy là nổ thì ạ. Vâng, mã A2 chỉ 1.550.000 đồng cho các bác ạ. Vâng, với bác nào thích một trong những con 26cc lòng 34 ly, hàng hệ rin nguyên bản 100%, đến từ thương hiệu Maruyama với cái giá tiền 1.700.000 đồng, nó cũng là ở cái mức giá bình thường bên Nông Cơ Thịnh Định thôi ạ, ý là ở so với các cửa hàng khác thôi. Đối với các cửa hàng khác, Maruyama là cái gì đó là chung là cao cấp của các cửa hàng đó, nhưng mà đối với Nông Cơ Thịnh Định, Maruyama cũng là một trong những phân khúc ở cỡ trung bình bên Nông Cơ Thịnh Định thôi nha. Và nhất là cái giá tiền cực kỳ hợp lý cho thịnh bác nào thích một trong những con tùm rơi 4 tùm 260 đời cao, đã sử dụng chế ga ngang qua model, chế một kim, một dòng chế siêu tiết kiệm xăng như đầu video em vừa nói rồi đấy ạ. Cộng điểm cộng nữa là bố tùm rời, tùm nhôm, bố côn 260. Vâng, giới thiệu cho các bác con số A3 giá chỉ 1.700.000 đồng cho một con đến từ thương hiệu Maruyama đời KC, KC26A, 26cc lòng 34 ly. Đó, như các bác thấy ạ, không có một điểm gì chế hết. Bình xăng pin của nó này trắng tinh tinh tịnh luôn ạ. Chắc chắn rồi, lốc máy dập nổi, made in Japan dập nổi. Vâng, con này sáng từng con ốc nha, ốc 7 màu luôn đây ạ. Các bác có thể thấy ạ, không có một điểm gì chê hết. Tay ga giữ, đầu bò chắn cỏ đi nguyên bản hết, đầu bò ngực trồng cuốn cỏ, và chỉ có giá 1.700.000 đồng nha. A3 chỉ 1.700.000 đồng cho thương hiệu Maruyama, và khúc 26cc lòng 34 ly ạ. Vâng, xin tiết lộ con số A3. Với những phiên bản này của Maruyama, nó cũng là một trong những phiên bản cao cấp, các bác có thể phát ngày 7-8 tiếng đều ok hết nha. Nhất là bác nào thích một trong những con phân khúc 26cc lòng 34 ly, bố tum rời túi tiền phải chăng, một con đời cao. Nếu mà xét về yếu tố ổn định tiết kiệm rằng, nó cũng thuộc hệ hàng đầu như các bác. Chỉ 1.700.000 đồng A3. Vâng, với con A4, A5, hai con này đến từ hai thương hiệu khác nhau. Một con đến từ thương hiệu Shinawa Shop 3 số 250, 25cc lòng 34 ly. Và đây là một con đến từ thương hiệu Echokirit 26cc lòng 34 ly. Để mà bỏ ra cái túi tiền 1.600.000 này, 1.550.000 đồng này, mà mua được hai con tầm phân khúc này này, em khẳng định với các bác, đây là hai sự lựa chọn tốt nhất đấy ạ. Đây cũng là một trong những phiên bản phát chuyên nghiệp, phát cầy cã, phân khúc cỡ trung bình 25-26cc lòng 33-34 ly như các bác. Vâng, A4 giới thiệu cho các bác một con đến từ thương hiệu Shinawa Shop, với phiên bản trục giật có trợ lực, chế ga ngang qua model 2 kim chỉnh, một dòng chế xịn sò nhất, đắt tiền nhất rồi. Với những dòng Shinawa 3 số này thì nó sử dụng chung với lại những thương hiệu như Mitsubishi TL2326, cái bình xăng con ở nhà nó sử dụng chung. Đó, như em vừa nói đấy ạ, cứ chế ga ngang qua model. Đó, đây mà nó lại xịn sò hơn, nó lại chế 2 kim nữa nha các bác. Với phiên bản bố tum liền tum nhôm, tay ga giữ, đầu bò liền cho các bác. Và chỉ có giá 1.600.000 đồng thôi ạ. Với hai con A4, A5 này, để mà so sánh về chất lượng cho đến sự ổn định nha, nó phải so sánh ngang cửa với lại những thương hiệu Mitsubishi TL26 cơ. Nhưng mà ngược lại, cái tên thương hiệu của nó nghe nó không được quen mắt lắm, nên các bác hay chọn Mitsubishi thôi ạ. Còn để mà ở cái tầm phân khúc đó, độ ổn định đó, tiết kiệm xăng đó, mà muốn bỏ ra cái túi tiền, bỏ ra được vài trăm nghìn ạ, thì chọn 4-5 này nha. Chỉ 1.600.000 đồng, con số A4 ngày hôm nay ạ. Vâng, xin tiết lộ con số A4 ạ. Thank you.
Vâng, A4 chỉ 1.600.000 đồng cho thương hiệu Senawa, Senawa Shop, Senawa 3 số cũng là nó, 250, 25cc lòng 33 ly ạ. Vâng, A5 cũng vậy ạ, chỉ 1.550.000 đồng cho con số A5. Giới thiệu cho các bác một con đến từ thương hiệu Echocurit, viên nguyên bản đẹp xuất sắc với phiên bản SRC 260, 26cc lòng 34 ly nha. Đó, liền mạch từ A tới Z với phiên bản này đồ thay tháo cực kỳ sẵn luôn. Đó, như em vừa lúc em review con số 4 đấy ạ. Để mà bỏ ra túi tiền 1.550.000 đồng cho đến 1.600.000 đồng, thích một con 26 hoặc 25cc lòng 33-34 ly ạ. Đây là hai sự lựa chọn tốt nhất cho các bác đấy. Với phiên bản này thì cũng có trợ lực bằng cái van xả đầu nòng nha. Đó, khi các bác giật lên này, cái này nó nhấp nhả, giật cực kỳ nhẹ nhàng luôn. Chế bơm xăng tự động, chế ga đứng, chế quả ga, tum liền, tum nhum, tay ga giữ, công tác luôn trên tay. Đầu bo rin cho các bác và chỉ có giá 1.550.000 đồng nha. Và với cái mức giá này, tuy hôm nay ở video em không nói là cái câu bán xả để cho nó dễ bán nó thật với các bác. Các bác cứ đi tham khảo đi, không kênh với các kênh khác ít nhất từ 100-200.000 đồng nha. Đó, em cho các bác máy luôn đây ạ. A5 chỉ 1.550.000 đồng ạ. Vâng, A5 chỉ 1.550.000 đồng, giá đã bao gồm phí ship đến tận nhà và 5 món phụ kiện kèm theo cho các bác. Vâng, rất đa dạng về hình thức máy, đời máy cho đến thương hiệu máy cho đến giá tiền máy nha. Đó, các bác có thể theo dõi hết video để chọn cho mình những con ưng ý nhất ạ. Ví dụ như con A6 này, một siêu phẩm đến từ thương hiệu Senawa nữa, Senawa 4 số. Vâng, với những thương hiệu Senawa 4 số này, nó còn không cao tiền bằng những con Senawa 3 số kia ạ. Đời nó cao hơn, tay ga bóp hệ xịn sò hơn. Đó, nó đẹp hơn, nhưng mà cái giá tiền thì nó chỉ hơn cái đoạn đó 100.000 đồng thôi nha. Hơn không phải vì chất lượng máy đâu, và hơn về cái hình thức máy này, đồ đạc theo máy của nó nữa ạ. A6, một con đời cao đến từ thương hiệu Senawa 3 số, RA1, cái gì đấy? RA1026, 26cc lòng 34 ly nha. Đó, rin nguyên bản 100% cho các bác, đó các bác thấy đấy ạ. Từ cái bình xăng rin của nó này, trắng như bình xăng mới vậy ạ. Vâng, với phiên bản đời cao chắc chắn rồi, nó phải sử dụng bộ giật có trợ lực này, chế bơm xăng tự động, chế ga ngang, chế dòng Senawa sản xuất, bố tum liền, tum nhôm, tay ga bóp hệ xịn sò. Vâng, cái tay ga này nó đã giá trị bao nhiêu tiền nữa rồi các bác này. Công tác cũng như tay, chiều công tác xuống là tắt, lên là bật, có mức tăng chỉnh tốc độ máy ở ngay hộp tay ga này luôn. Đầu bo chắn cỏ thì nguyên bản hết cho các bác, đầu bo ngực chống cuốn cỏ và chỉ có giá 1.700.000 đồng nha. A6 1.700.000 đồng cho thương hiệu Senawa, phân khúc 26cc lòng 34 ly ạ. Vâng, xin tác lộ con số A6 ạ. Bật để ý chiều công tắc trước khi vận hành máy ạ. Còn khi mà nó nổ như bây giờ, nó giật với các bác là xăng có rồi, một vòng tua nó cũng nổ nha. Vâng, A6 chỉ 1.700.000 đồng ạ. Vâng, Mitsubishi đời TL bao giờ cũng là tiêu điểm bên Nova Thịnh Định nha. Và nó cũng là một trong những mặt hàng chuyên bên Nova Thịnh Định giấc này, chuyên về 4 thương hiệu chính, đó là Honda, Mitsubishi, rồi Senawa, Echocurit và Maruyama. Nhưng Mitsubishi ngày nào cũng nhiều hơn tất cả những thương hiệu khác. Và Mitsubishi đời TL bao giờ cũng là đời cao cấp nhất, đắt tiền nhất, xịn sò nhất so với tất cả các thương hiệu khác nha. Và tiếp tục hôm nay bán xả cho các bác một con Mitsubishi TL23, 23cc lòng 31 ly, giá chỉ 1.550.000 đồng. Một con hàng hệ Mitsubishi bên Đông Quân Thành Định, nếu mà để so sánh với các kênh khác thì cái giá, mức giá tiền 1.550.000 đồng này
cũng chỉ bằng các kênh khác bán một con Maruyama 23cc lỏng 32L tùm giờ rồi các bác ạ. Đó, ví dụ như con số 1 thì kìa, các kênh khác thì đã bán bằng giá đấy rồi. Bên đây có thỉnh định bán Mitsubishi TL23 với phiên bản chế ga ngang Warmro 2 kim chính, bố tum rời, tum nhôm, bố côn 260, tay ga giữ, công tác luôn trên tay, đầu bò rin cho các bác. Và chỉ có giá 1.550.000 đồng cho con số A7 Mitsubishi TL23 23cc lòng 31 ni, rin nguyên bản hết cho các bác ạ. Vâng, xin tiết lộ con số A7 ạ. Vâng, A7 1.550.000 đồng ạ. Nhìn hơn A7 có A8 và nhìn hơn A8 có A9 nha. Nói chung là tùy theo mục đích công việc, tùy theo túi tiền nữa, các bác có thể lựa chọn máy cho mình những con ưng ý nhất. Với con A8 đó là một con Mitsubishi TL26 26cc lòng 33L. Và với cái con đẹp như thế vậy và cái mức giá như thế vậy, nói chung là với bác nào mà còn trả giá nữa, nói thật với các bác không tiến lượt đâu ạ. Tại vì một con đẹp như thế vậy, các đã kênh khác, em chưa nói về đẹp về chất lượng nha, để nói về cái giá trước đã kênh với kênh khác ít nhất tầm khoảng 200-300.000 một con máy ở đây ạ. Chỉ 2.050.000 đồng cho một con hàng hệ đến từ thương hiệu Mitsubishi TL26, đẹp hết nước chấm luôn ạ. Chế ga ngang Warmro 2 kim chính, nóc máy dập nổi made in Japan, đó là đặc trưng của những thương hiệu Mitsubishi đời TL nha. 23 thì nó dập nổi số 23 ở đây, 26 thì nó dập nổi 26 ở đây. Đó, về các bác có thể kiểm tra máy. Bố tum rời, bố tum nhôm, bố côn 260, tay ga giữ. Đó, các bác có thể thấy ạ, cực kỳ đẹp luôn. Đầu bò còn chưa chóc các bác này. Đầu bò ngực chống cuốn cỏ, quá xịn sò cho các bác luôn ạ. Và chỉ có giá 2.050.000 đồng A8 ngày hôm nay, Mitsubishi TL26, phân khúc 26cc lòng 33 đi ạ. Vâng, xin tiết lộ con số A8 nha các bác. Tiền nào vải đó nha, cực kỳ chất luôn. Và cái mức, cái tầm giá tiền này một con đẹp như thế vậy, như em vừa nói, con A7 đấy ạ, cũng bằng một con Maruyama 26cc lòng 34L của các kênh khác đâu. Mitsubishi ATL là một trong những thương hiệu đắt tiền nhất, xịn sò nhất ở do tất cả các phân khúc nha. Vâng, A8 chỉ 2.050.000 đồng ạ. Vâng, A9 là một con Mitsubishi TL33, một con máy lớn. Với những thương hiệu này thì nói thật với các bác, không bao giờ có chữ xả đâu nha các bác. Với cái giá này thì ở cái mức giá này thường xuyên bên Động Cơ Thịnh Định thôi. Còn với mức cái giá TL23 và 26 chênh với cái giá năm ngoái bên Động Cơ Thịnh Định luôn ạ. Kênh với giá năm ngoái ít nhất tầm 150-200 đấy ạ. Còn Mitsubishi TL33 vẫn giữ giá nha. Chả giấu gì các bác, ở khu vực địa phương em là một trong những địa phương bán phát cỏ nhiều nhất cả nước Việt Nam đấy ạ. Với những cái dòng máy lớn này thì chưa bao giờ bên Động Cơ Thịnh Định là có thừa đâu ạ. Đó, nên là cái mức giá này để mà so với Động Cơ Thịnh Định thì nó chưa bán xả, nhưng mà ngược lại so với các kênh khác, một con hàng hệ, một con đẹp, một phân phát chuyên nghiệp như thế vậy thì cũng rẻ hơn các kênh khác cũng khá là nhiều rồi nha các bác. Và với những phân khúc 33cc lòng 36L này đến con A9 này cũng là một trong những thương hiệu đắt tiền nhất, xịn sò nhất so với tất cả các thương hiệu khác ở cái phân khúc 33cc lòng 36L nha. Mitsubishi TL33 33cc lòng 36L chắc chắn rồi, lốc máy dập nổi made in Japan, dập nổi chế ga ngang Warmro 2 kim chỉnh, đặc trưng của những thương hiệu Mitsubishi đời TL. Vâng, bố côn 330 tum lớn, côn lớn nha. Và con máy này, cái bộ tum của nó cực kỳ giá trị luôn, 65 cuộc đời chắc không hỏng cái này ạ. Và những cái tum này nó sử dụng hai cái bạc đạn này, chắc chắn rồi, đã sử dụng hai bạc đạn rồi ấy thì nó phải bền hơn một bạc đạn nhiều. Một số bác sợ cháy tum hay là kìa, ừ thì chọn con những cái to, con khủng long bạo chúa này ạ. Ống cần của nó cũng cực kỳ thông dụng nha, ống cần phi 26 ti 7 khía cực kỳ thông dụng. Với phiên bản tay ga giữ,
Đầu bo chẵn cỏ rìn nguyên bản rìn từ A tới Z cho các bác, và vá quả ló sẽ là 3.500.000 đồng nha. A9 3.500.000 đồng cho thương hiệu Mitsubishi TL33 cc lòng 36 ly ạ. Vâng, xin tiết lộ con số A9 ạ. Vâng, A9 3.500.000 đồng cho một con máy lớn đến từ thương hiệu Mitsubishi TL33 33cc lòng 36 ly. Vâng, từ con số A1 đến A9 đều đến từ thương hiệu máy 2 thì xăng phải pha nhớt, ngoại trừ con số A10 ngày hôm nay nha. Một con 4 thì xăng riêng nhớt riêng đến từ thương hiệu Honda, và ở cái mức giá 2.550.000 đồng bố tum rời, bố tum nhôm 260 tay ga bóc hệ xịn sò này, với cái mức giá này nói chung là ít khi nào bên nó có thể bán cái giá này nha. Và bữa nay em tiếp tục xả mới những thương hiệu Honda này cho các bác, giá cực kỳ mềm luôn ạ. Vâng, A10 chỉ 2.550.000 đồng, sở hữu một con hàng hệ đến từ thương hiệu Honda, Made in Japan, sản xuất Honda GX 25cc lòng 35 ly, rim nguyên bản 100% cho các bác nha. Chắc chắn rồi, với tất cả những thương hiệu Honda mặt hàng chính hãng, nóc máy đều có dập nổi Honda GX 25 dập nổi. Đó, các bác có thể thấy ạ, tem chống hàng gà này cực kỳ xuất sắc luôn. Bố tum rời, tum nhôm bố côn 260, tum côn thông dụng, có thể ráp vừa với Mitsubishi này, đó, ráp vừa với Maru này, ráp vừa với Zenwatt Komatsu này, kể cả ráp vừa với những dòng máy Trung Quốc nữa. Nó là một trong những dòng tum thông dụng. Với những con máy mà nó sử dụng bố tum rời này, nó là một trong những con máy đa năng. Đó, ngoài việc phát cỏ ra, các bác có thể gắn máy xịt thuốc hay độ chế cái gì đó. Còn để sử dụng cho mục đích phát cỏ không thôi ạ, thì không nhất thiết là phải chọn tum rời. Quan trọng ở cái công suất nó đúng cái mục đích công việc nhà mình, đúng với túi tiền nhà mình chọn thừa nhà. Và đặc biệt hơn nữa, nó đang sử dụng bộ tay ga bóp hệ xịn sò cho các bác, chưa công tác lên là tắt, xuống là bật, có mức tăng chỉnh tăng rùi dây ga ở ngay hộp tay ga luôn này ạ. Đó, các bác có thể thấy ạ, từ tem mác của nó này còn y nguyên hết. Honda UMK 425 double chắn cò thì nguyên bản hết, và chỉ có giá 2.550.000 đồng nha. A10 2.550.000 đồng cho thương hiệu Honda GX 25 25cc lòng 35 ly ạ. Vâng, tất cả những con 4 thì em không nói đến trợ lực, con nào giật cũng nhẹ hết nha. Đó, tại vì khi các bác giật ạ, cái bộ phận cam cò xúc bác nó đóng mở, đóng xà đấy ạ, giật cực kỳ nhẹ luôn ạ. Vâng, A10 chi 2.550.000 đồng ạ. Vâng, em vừa báo giá lô máy có 10 con thôi, quy tụ từ 6 thương hiệu chính, đó là Honda, đó là Mitsubishi, Sirikwa, Echokurit, Maru Yangma, rất nhiều thương hiệu. Phân khúc CC cũng rất đa dạng, giá tiền cũng rất đa dạng. Vâng, bác nào chốt con nào, chọn con nào thì liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại có Zalo 0388 039 136 hoặc 0973 164 668 để đặt hàng ạ. Vâng, bác nào chốt chậm, chốt hụt, các bác có thể nhấn nút đăng ký kênh để chờ những video tiếp theo. Ngày nào em cũng phát sóng hết ở cái khung giờ 6:30 cho đến 7:00 buổi tối hàng ngày. Hoặc là liên hệ trực tiếp Zalo, hai số điện thoại Zalo em vừa nói trên đó để yêu cầu những con tương tự thì mình chốt hụt ạ. Vâng, kết thúc video tại đây. Xin chào toàn thể bà con. Cảm ơn bà con đã theo dõi video ạ.